Xin chào các bạn đến với Nông Nông Channel. Lần này mình sẽ cho các bạn biết về unit Phoenix, một unit cực kỳ cơ động và mạnh của Rotos trong Tarap 2. Mình xin chia sẻ một chút xíu về con Phoenix khi mà đối đầu với lại Tarang. Thì các bạn có thể thấy là Tarang nó có rất là nhiều unit có thể tấn công lại Phoenix. Thì bây giờ mình đang thử tạo một combo mà trong thực tế khi các bạn đánh một chế độ 1v1 thì các bạn có thể thấy là Marine Mounder Medivac là combo thực sự là nó khá là quen thuộc. Và khi các bạn thấy những layer Tarang sử dụng thì nó cũng tấn công lại mấy anh Phoenix như thế này. Thì chủ yếu là đam của Marine nó tấn công thôi, chứ Marauder nó cũng không có thể nào mà đánh ở trên không được. Nhưng mà đây là một combo nó khá là quen thuộc của Tarang. Bây giờ mình thử tấn công. Mình đã thấy là Phoenix nó chỉ có thể tấn công ở trên không, và nó tập trung tấn công vào Medivac trước. Và các bạn có thấy là sau Medivac nó chết, còn lại mấy con Marine nó nã. Nhưng như vậy thì nó cũng không gọi là tối ưu của Rotos được. Tại Rotos phải dùng cả chiêu của Phoenix gọi là gây tối đa thiệt hại được. Giờ mình thử lại. Bây giờ mình dùng Phoenix, mình tấn công. Mình dùng Phoenix để mình nhấc những con Marine này lên. Rồi các bạn thấy là mình đang chụm Phoenix lại và mình nhấc những con Marine này lên để có thể giết những con Marine này trước. Để có thể dừng lại cái việc mà Marine nó gan gây đam liên tục cho Phoenix của mình. Và các bạn sẽ thấy là mình đã giết sạch Marine. Và sau đó mình tấn công Medivac. Và những con Marauder như thế này mình có thể nhấc lên và có thể tấn công luôn. Và các bạn thấy là khi mà Phoenix đi số lượng nhiều thì nó cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ đáng sợ, như các bạn có thấy combo như hồi nãy mình đã thấy. Nhưng mà trong vài trường hợp thì Marine Marauder không, trừ phi các bạn match Phoenix và Remounder nó có thể tấn công lại Phoenix cực kỳ ngọt, chứ không có dễ dàng cho bạn đứng đánh nãy giờ được. Trừ phi các bạn chủ yếu là các bạn muốn đánh từ đầu, là Phoenix match Phoenix từ đầu, thì các bạn có thể gọi là dùng cái trường hợp này. Còn nếu mà to răng mà không có combo này như thế nào thì các bạn có thể sử dụng là anh Winomai. Vinomai là đam của nó là đam last rồi, nó đam của nó lây lan như AOE, cho nên thực tế là Phoenix mà đi bậy một cái làm dính Vinomai là đi bụi luôn. Bây giờ mình thử nghiệm. Mình nhầm. Rồi mình cho mấy con này nó chui xuống. Thấy là khi mà Rotos mà gặp cái trường hợp này thì Rotos phải gọi là nhanh tay, chứ thực ra không phải lúc nào mà cũng dò được như mình đang dò được. Thì các bạn thấy mình đang muốn, nếu mà muốn dò thì các bạn có thấy là không, một con hiện sau khi nổ lên các bạn thấy, nhưng mà các bạn thấy là có bốn cái dấu mà đen đen nó một cục như này, có nghĩa là có một cái gì đó đang chui xuống dưới. Thì đối đầu xe răng thì các bạn thấy cục này là các bạn hiểu là có Winomai nằm ở dưới rồi. Đó là mình có thể thấy được. Nhưng mà trong cái trường hợp mà đánh nhau ở trong trận đấu 1v1 thì các bạn không khó có thể mà lúc nào cũng có thể mà nhìn được ở dưới đất thế này được, rất là khó. Cho nên các bạn phải là đề cao cảnh giác. Cái Phoenix đi cầm cầm thế này, đa số đi cầm cầm thế này, đi chung thế này, rồi xong. Các bạn thấy là một đàn Phoenix nó bay theo chiều gió luôn, chết chung. Còn nếu mà mình để Phoenix nó không chụm lại như thế nào, rồi bây giờ mình đang để Phoenix nó đang ở dạng mà bình thường, không có chụm lại như cục nãy. Mình đã thấy là nó sẽ target cho mấy con đầu tiên và đi với mấy con đầu tiên trước, mấy con còn lại nó vẫn mất máu. Bạn thấy không, vẫn mất máu. Cho nên việc mà các bạn hên xui ở đây cũng rất là nhiều nữa. Không phải lúc nào mà cũng thể mà nhìn có thể thấu mấy cái animation nhìn với lại effect của Tarap 2 mà các bạn nhìn thấy Winomai được.
Mà bây giờ Winomai bị nép thì các bạn sẽ thấy là sau khi nổ xong thì mình có thể thấy được Winomai mà mình không cần bất cứ một cái phương tiện phát hiện tình hình nào. Đó. Còn khi mà các bạn không có mấy anh Winomai thế này thì các bạn có thể sử dụng là mấy anh Thor hay là một vài Marine để có thể tấn công lại. Thì Thor đã anti-air với lại tấn công đất cũng rất là mạnh. Thì thực tế là những unit bình thường không có cửa ăn lại Phoenix, nói vậy luôn. Tại vì Phoenix bây giờ mà nếu mà không có một cái chiến lược đàng hoàng thì để nó mát lên đầy đủ rất là khó cho ta rằng, trừ phi là các bạn lên thẳng BC hay là mấy con unit God luôn á. Chứ Viking thì nếu mà solo thì cũng không ăn lại, rất là khó. Trừ phi là các bạn chơi Winomai như nãy, nó sẽ gọi lực, có những pha lực kèo hơn. Còn nếu Phoenix mà để nó lên đông thì các... bắt đầu. Rồi. Các bạn thấy là mình muốn nhấc cái con Thor lên không được, hoàn toàn là không được. Tại Thor là những unit maxi, unit hạng nặng nên không thể nào nhấc được con Phoenix. Cho nên các bạn thấy là Thor hoàn toàn gọi là ăn trong combat này. Và mình dẹp qua những anh này qua bên. Ví dụ mà bạn không có Thor như thế nào, mình sử dụng unit khác thì gì? Thì mình ưu tiên, nếu mà các bạn về sau được mà thấy Phoenix nó độc quá chịu không nổi rồi, mà bây giờ mình đang ở đánh bio, mình không có lên Thor kịp, mình không có ở dạng ảo mát được, mình sẽ lên God. Đó, lúc này thì các bạn nên cân nhắc lên anh Man God. Thì anh God làm gì để lại cái xử lý đóng Phoenix này? Thì các bạn phải thấy là nó có chiêu EMP. Thì chiêu EMP này như thế nào? Đơn giản là nó làm cho mấy con unit mà có mana như Phoenix đó là mất mana đi và mất cái shield luôn, cho nên nó cực kỳ là tiện lợi. Còn nếu không thì còn nếu mà những unit mà tàng hình thì nó cũng là dính NB này vẫn hiện hình luôn nha. Đó, bây giờ mình ví dụ, bây giờ mình cho mấy con này rồi, các bạn thấy là cái siêu nó giảm rất nhanh và mình mất máu rất nhiều. Rồi giờ mình làm lại, mình chỉnh cho cái máu thành máu nó xuất hiện cho nó đàng hoàng, cho nó dễ nhìn. Rồi mình làm lại. Các bạn thấy không, cái thanh màu xanh là cái thanh siêu, cái giáp của nó nó mất hoàn toàn rồi. Và các bạn thấy là mana nãy giờ chưa dùng gì hết, giảm xuống còn 8, giảm xuống còn 9. Những cái nặng, những con nào mà dính một lần cái EMP thì còn giảm hơn 100 mana lận. Nói thêm nè, bạn thấy là cái chiêu này nó không còn mana để sử dụng luôn, nên cực kỳ là hữu dụng khi các bạn đang làm mech, đang làm bio mà các bạn muốn đánh lại Phoenix. Rồi tiếp theo là về anh Phoenix đối đầu với Zed. Thì các bạn có thể thấy là Zed, Hyralith, Win là những con unit ở dưới đất bắn lên với tầm khá là xa và anti air rõ ràng. Nhưng mà thực tế nếu mà Phoenix đi với tầm số đông thì các bạn rất khó nào mà chống lại nó được. Với lại Phoenix là unit có thể counter lại Brutalist luôn. Cho nên mấy cái con unit bên dệt mình thấy ra chủ yếu là phải dùng Corruptor hay là dùng Infestor hay thôi. Nhưng thực tế là rất là khó. Bây giờ mình ví dụ, bây giờ mình lấy 30 con Hydra đấu với lại 15 con Hydra với lại 15 con Phoenix là đã nâng rank cho con Hydra nha. Rồi bây giờ mình đánh công thử. Các bạn thấy là mình nhấc Hydra lên và những con Phoenix nó sẽ bắn hội đồng vào một con đó ngay lập tức. Còn Hydra nó sẽ rải đam ra, bắn từng con, nó bắn ngẫu nhiên kiểu khác. Rồi khi nãy là mình để một Phoenix nó ở dạng rồi là nó tản ra, nhưng mà mình bây giờ thử micro Phoenix mà nó chụm lại như thế nào. Rồi mình chụm lại như thế này, bạn thấy là mình chụm lại. Thì
các bạn. Lúc mà chậm lại rất là khó để biết con nào với lại con nào, cho nên các bạn thấy là ở đây mình bây giờ mình khả năng sống sót cao hơn. Và Phoenix mình sống nó rất là dễ hơn, 4 con so với 3 con khi nãy. Thì đó là cách micro của Phoenix. Thì các bạn cứ bấm chung chung vô ngay giữa thế này thì Phoenix nó sẽ có thể là tập trung lại một chỗ và nó sẽ gây đam dễ hơn. Thì bỏ qua những anh này thì đến lại anh Win. Mình ví dụ thì cũng như vậy, thì Win thì nó cũng như là Hira ở dạng mà nhiều máu hơn thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy là muốn giết được một con Win mất rất là nhiều thời gian so với Hira, cho nên khả năng mà chống được mấy con Phoenix này cực kỳ cao. Bạn thấy là bắn rất là lâu, máu của Win rất là trâu, nên mất rất là nhiều thời gian đi một Win, trong khi mấy những con Win còn lại nó bắn rất là tốt. Bạn thấy không, mất rất là nhiều Win thế này vẫn có thể anti được. Cho nên nếu mà đầu game mà các bạn gọi là bị Phoenix nó tấn công nhiều thì các bạn có thể lấy Win các bạn anti được, nhưng mà để có thể lên được cái số lượng mà tới 30 con Win như thế này mà với lại số lượng 30 con Phoenix thì hơi khá là điên đầu. Tại vì dạch mà lên số lượng Win tới 30 con thì mình thấy là những unit còn lại nó lấy liệu lấy Zealot hay mấy con khác nó tấn công vào thì rất khó đỡ. Mặc dù Win thì cũng có thể anh đép được, nhưng mà các bạn sẽ rất khó để có thể chuyển sang những unit khác để có thể kết thúc đối phương. Tại vì nếu mà muốn lấy Win mà tấn công qua nhà đối phương đi bộ loại hỏng luôn. Nếu mà có cách khác thì phải lấy Overlord chở mấy con Win này qua. Tại vì Win ở mức độ bình thường này thì các bạn có thấy là đi bộ loại hỏng luôn, nó chỉ đi nhanh khi ở trên rip thôi. Tốt nhất là các bạn sử dụng Corruptor. Thì Corruptor thì đối với lại Phoenix thì Phoenix nó không bắn thấm được. Ở đây 30 con nha, thấy không, bắn quá trời. Nhưng mà nó cũng chỉ mức tương đối, nếu Phoenix ở đây quá nhiều đi thì Corruptor lên vài con không thể nghĩ lý gì nhiều vì số lượng nó quá áp đảo. Phải nâng số lượng lên, Corruptor lên bằng lên là phân nửa. Các bạn thấy là Phoenix rất mất nhiều thời gian để có thể triệt hạ một con Corruptor khi Corruptor bắn lại khá là đau đó. Nên nếu mà các bạn không muốn bị hủy diệt hoàn toàn bởi Phoenix thì các bạn nên lên Corruptor hay là những unit như là Win cộng với là Hira để tập trung lại để có thể tấn công Phoenix. Chứ thực tế mà các bạn đi liên lẻ là bị Phoenix bắt thì rất là khó, và giật thì đa số là mạnh ở dưới đất là nhiều. Còn nếu trên không thế này các bạn phải sử dụng Corruptor để có thể gọi chế ngự bầu trời mà các bạn muốn thấy được. Còn nếu ở mấy anh mà Mutalith thế nào thì Mutalith là unit mà bị Phoenix sinh ra để trị. Phoenix sinh ra để trị con này luôn á, tại vì Mutalith thì rất là nhanh mà khả năng gây thiệt hại của nó cũng rất là ghê gớm, cho nên Phoenix là unit là chuyên trị mấy con Mutalith này. Nói thì ở đây mình có thể tấn công lẫn nhau, mình có thể gọi là cho con này đánh con kia, nhưng mà trên thực tế thì các bạn không thể biết được Mutalith nè nó đang ở đứng ở góc nào, và nó có thể bay tới nó phá cái base bạn, giết dân của bạn và bay đi. Thì cũng y hệt như vậy là đối với lại Kotos Phoenix cũng vậy, nó cũng làm thì nó cũng bay đến base bạn và giết dân của bạn. Thì nếu hai bên này chạm mặt nhau thì Phoenix nó sẽ trị được con Mutalith này. Thì ở đa số là Rotot nó bị tốc độ nó không bị nó tốc độ nó bị hạn chế, cho nên con nếu mà Rotot đang tập trung đánh ở dưới đất, lên quân đánh dưới đất mà bị Mutalith nó quấy phá thì thực tế là một cơn ác mộng. Thì Phoenix sinh ra để có thể chỉ mấy con Mutai này. Các bạn có thể thấy là cái range của con Phoenix này nó xa hơn. Hai cái con cuối cùng này nó cũng có thể bắn được. Và các bạn thấy là ăn đậm luôn. 12 con sống sót, còn bên kia không còn con nào luôn. Cái đó là chưa micro nha. Bây giờ mình thử micro. Rồi. Bạn có thấy là Phoenix nó vừa di chuyển nó vừa bắn được. Bạn thấy là không? Nó rank của con Mutalith đâu bắn tới đâu. Và thế là mấy con Phoenix tha hồ mà anh tạc thôi.
nên Phoenix sinh ra để chỉ với con này. Tiếp theo là đối với lại anh Rotos, thì Phoenix muốn đánh với lại Rotos thì anh Rotos phải làm như thế nào đối phó, và Phoenix phải làm như thế nào để có thể giết được mấy anh Rotos nó dễ dàng hơn. Thì cái mà Phoenix nó phải tránh xa là mấy con Hytemla. Hytemla của Rotos nó có khả năng thiết bắt, có nghĩa là có thể là sử dụng cái chiêu đó dùng lên những con unit nào mà có mana để có thể triệt hạ mana và triệt hại vào máu luôn. Bao nhiêu mana là triệt hại vào máu bấy nhiêu. Bây giờ mình ví dụ. Rồi. À, thấy không? Ở đây là 200 mana. Mà bình thường ở đây là 60 siêu cộng với lại 120 máu thì hình như là 180. Mà đã full mana thế này rồi thiết đắc một cái là bay màu luôn. Thấy là cực kỳ kinh dị luôn. Và bây giờ thì hai chim la nó có thể đánh nhau được, nhưng mà thực tế đánh như gãi vậy đó, cho nên thực tế cái chiêu feedback này nó mới có hữu dụng nhiều với lại Phoenix thôi. Còn biết cái đó là trường hợp mà có người điều khiển hai chim la nha, chứ nếu mà tốc độ Phoenix nó nhanh như thế này mà nó nâng anh hai chim la lên nó nã lại thì cũng như không đó, không phải nhanh tay còn không là cũng bay màu thôi. Còn nếu mà các bạn gọi là khó khăn quá cái vấn đề này thì anh Stalker, thực tế thì Stalker phải lên đồng xíu, lên ít quá phần đến nó cũng hấp diêm luôn, thì phải nhiều lắm có linh có thể chống lại mấy anh này. Bạn thấy là rất là tốt để có thể chống lại mấy anh Phoenix. Bạn thấy là nó vẫn nhất lên được, bạn thấy máu vẫn kéo được. Cho nên nếu mà các bạn lên số lượng Phoenix thêm mà hoặc là nhiều hơn nữa số lượng tốt cơ thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân thì cũng chả đâu cũng phải hơn ai nhiều đâu. Phải không phải trao đổi chiêu thức các kiểu đồ. Và khi nhất lên được thì không thể dùng link được nha. Bạn thấy là Phoenix nó vẫn có gọi là một cái lợi thế đậm nhất định. Nó đông quá với lại số lượng nó bá đạo. Stalker nó không biết bắn một con nào tại vì nó cứ đứng cụm như thế này. Stalker nó đứng dàn hãng hán nó ra thì nó lại khác. các bạn thấy không? Cũng chỉ tâm lại người nuôi cân thôi thì khả năng mà các bạn sử dụng. Rồi. Còn nếu mà các bạn gọi là nó khó khăn quá. Bây giờ nó Phoenix nó đến nó phá hại nhiều quá. À, dùng tóc cơ thì nó cứ nhấc unit mình lên thì các bạn cân nhắc đến là anh Akon. Thì Akon là unit maxi của Rotos thì mấy anh Phoenix này nó không nhấc được. Thế là anh Akon này anh đánh lan được, các bạn thấy không, đánh một phát là nó ảnh hưởng rất là nhiều những unit kế bên đó, không thể nhấc được. Rồi. Còn nếu mà bình thường khi các bạn bên kia đã lên Phoenix rồi mà các bạn gọi là muốn chống lại thì thực tế nếu mà không có thể dùng Akon hay Stalker hay là thiết bắt con hai trên la mà các bạn đang nghĩ đến phương án là Sky với nhau thì các bạn nên chọn phương án gì thì mình nên khuyên các bạn là Phoenix luôn. Chỉ có Phoenix chống Rotos thì chỉ có mặt Phoenix chống Phoenix thôi, nó gọi là tối ưu nhất á. Chứ nếu mà các bạn thử rồi ba tên đủ supply nó còn vào đây nè, hơn nha, thêm supply nha, coi bác bắn như thế nào, cực kỳ gọi là ám ảnh luôn. Bạn thấy không, tốc độ Phoenix bắn rất nhanh hơn. Còn vào đây nó mất là nhiều thời gian để có thể kéo máu một lượng lớn máu cái con Phoenix xuống đó. Còn nếu các bạn nghĩ phương án là dùng Carrier, một cái con là bá đạo của Phoenix, thì các bạn cũng phải nên cân nhắc. Tại vì sao? Tại vì thực tế thì Phoenix đông như thế này nó nã hết luôn, nó sẽ tấn công vào từng con một. Tất nhiên cũng kể tám lại người nửa cân thôi, nhưng mà các bạn phải mất rất là nhiều thời gian để có thể lên được Carrier, còn Phoenix build nhanh hơn.
đẹp các bạn. Nếu mà không tấn không có lít vô tấn công trực diện con carrier thì các bạn thấy được như vậy. Bây giờ mình ví dụ mình làm lại, rồi mình lít thẳng vô. Đó, các bạn thấy là con nít nó sẽ chắc đau từng con một, và nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn lên được carrier mà bằng với sở số lượng phonix thì mình nói là thực tế là rất khó, tại vì như các bạn lên được hai ba con phonix này rồi chắc lên bốn mấy con phonix rồi, lên ba con carrier thế này rồi bên kia chắc một trạng bốn mấy con phonix quá chịu nổi không. Nên các bạn thấy cái giá tiền lên nó cũng rất là, nó cũng không gọi là mất là nhiều bao nhiêu, với lại cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng mà thời gian để xây mấy con này ra rất là lâu, với lại supply của nó cũng rất là thốn. Còn về tempest thì tempest nó rặn mãi mới là một cục. Mình ví dụ luôn đó, các bạn thấy là nó rặn mãi mới là cục đó, nó rặn cái cục của nó là đó. Con phonix đây nó nã liên hồi luôn, thì nó cũng là cái nó đại người đôi cân thôi, tùy vào trường hợp. Nếu mà tempest đi chung với lại anh em các kiểu đồ, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái tình huống như thế này thì phonix nó hoàn toàn chủ động rồi, anh thấy nó bắn nhanh VL luôn đó. Cho nên các bạn thấy là nếu mà phonix mà đối phương đã lên rồi mà các bạn lỡ ở trường hợp mà các bạn đã tấn dùng mấy unit gọi là hạng đánh dưới đất rồi, thì bạn rất thì nên đánh dưới đất luôn, và sử dụng Acorn hay là Stalker hay là feedback của Hashina ủi qua liền luôn, chứ để lâu nó là khó. Và Phoenix có khả năng phá bay của bạn rất là ghê gớm. Còn đối là bạn đang nghĩ phương án là lên lại carrier thì nên nghĩ bạn quên đi, ra được một hai con carrier chắc nó làm đổi được nhà bạn luôn. Còn lên voi gây thì bye bye luôn, lên tempest thì cũng bye bye luôn, cho nên chọn phương án tốt nhất là Phoenix với Phoenix. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay và hãy like và subscribe cho mình nha.